nước Đức mong manh. Thưa quý vị và các bạn, có một mối liên kết giữa hội nghị Ramstein sắp diễn ra vào ngày 20 tháng 1 và việc từ chức của bà Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 16 tháng 1. Đó là gì? Có một sự thật là bất cứ ai đi ngược lại với quan điểm của Washington và Brussels về Ukraine đều phải trả giá. Trước đó, bình luận của một cựu tướng Đức về cuộc xung đột tại Ukraine cũng gây dậy sóng trong nội bộ lãnh đạo của nước này và thu hút sự chú ý của dư luận. Video hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung phân tích về một nước Đức tưởng chừng là siêu cường nhưng thực ra lại vô cùng yếu nhược trước quyền lực của giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tình 360 News. Vũ khí gì cho Ukraine? Nhiều khả năng xe tăng hạng nặng sẽ được chuyển giao cho Ukraine khi hội nghị Ramstein tại Đức đang cận kề vào ngày 20 tháng 1, nơi các bộ trưởng quốc phòng của các thành viên NATO sẽ thảo luận về việc viện trợ các phương tiện bọc thép hạng nặng cho chính quyền Kiev. Vai trò quan trọng trong việc này được giao cho Đức, nước hiện có số lượng xe tăng Leopard chiếm phần lớn trong quân đội của các thành viên NATO. Tuy nhiên, bất cứ nước nào đang sở hữu Leopard muốn chuyển giao cho Ukraine đều cần phải có sự cho phép của Berlin. Nhưng khó ở chỗ, giới lãnh đạo Đức, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng nước này, vẫn chưa chính thức cho phép. Một trong những lựa chọn đang được cân nhắc ở Berlin là cung cấp cho Ukraine những chiếc Leopard vốn được dành cho Slovakia và Cộng hòa Séc. Nhưng để Kiev cuối cùng nhận được ít nhất 15 xe tăng loại này, vẫn cần phải sự đồng ý của quân đội Đức. Tuy nhiên, truyền thông Đức cho biết chính sách này sẽ sớm thay đổi. Áp lực từ một số quốc gia, đặc biệt là Anh và Ba Lan, dưới sự vận động của Mỹ đối với chính quyền Thủ tướng Scholz là quá lớn. Có thể việc Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht từ chức hôm 16 tháng 1 có liên quan đến điều này, và quan trọng hơn, nó diễn ra ngay trước thềm của cuộc họp Ramstein chỉ có 4 ngày. Từ lâu, Đức luôn né tránh hoặc từ chối chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine. Trước áp lực dữ dội từ Mỹ, Anh, Đức vẫn không muốn cung cấp xe tăng cho Ukraine và lấy lý do làm suy yếu an ninh của Đức. Tuy nhiên, có vẻ như Đức khó có thể chống chọi lâu trước áp lực của các đồng minh NATO. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht phải từ chức trước sức ép của truyền thông và dư luận trong nước cho thấy chính quyền Đức đang buộc phải đi đúng lộ trình của giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu. Vậy Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht đã làm gì khiến bà bị buộc phải từ chức? Nước Đức buộc phải hy sinh Bộ trưởng Quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã từ chức hôm 16 tháng 1 sau khi truyền thông nước này đăng tải một loạt sai lầm của bà mà họ cho là ngớ ngẩn giữa những cáo buộc bà quá chậm chạp và thiếu năng lực trong việc cung cấp viện trợ quốc phòng cho Ukraine. Là thành viên của Đảng Dân Chủ Xã hội SDP của Thủ tướng Oklasko, bà Christine Lambrecht đã chịu sự chỉ trích nặng nề của Đảng Xanh về cách xử lý vấn đề Ukraine và bị cáo buộc là làm hỏng khả năng sẵn sàng phòng thủ của chính nước Đức. Việc bà bị truyền thông dòng chính Đức tấn công không có gì là lạ, bởi những quyết định của bà có vẻ đang đi ngược lại với mong muốn của Đảng Xanh, vốn quá thân thiết với chính quyền Biden. Tờ Bild đã liệt kê một số bề bối của Christine Lambrecht như sau. Thứ nhất, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2021, bà Lambrecht thừa nhận đã không nắm bắt tất cả các cấp bậc quân nhân trong hệ thống phân cấp của quân đội Đức. Thứ hai, tờ Bild đã gọi quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 1 năm 2022 là một sự ô nhục khi bà chỉ gửi 5.000 mũ bảo hiểm quân đội cho Ukraine, trong khi khoảng 200.000 quân Nga đang áp sát biên giới Ukraine. Thứ ba, tờ Bild chỉ ra rằng trong bối cảnh chiến sự diễn ra tại Ukraine, bà Lambrecht thích đầu tư vào việc tự vệ trước sự chỉ trích của báo chí. Điều này cho thấy rõ tờ Bild đang được cổ vũ bởi những người ủng hộ sự can thiệp nhiều hơn của Đức vào cuộc xung đột Ukraine, vốn chỉ trích sự thờ ơ của Bộ trưởng Quốc phòng trong việc viện trợ cho Ukraine. Thứ tư, truyền thông mổ xẻ việc Bộ trưởng Quốc phòng đưa con trai trưởng thành cùng đi công tác trên một chiếc trực thăng của lực lượng vũ trang Đức, rồi tiện thể cả gia đình đi nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những lỗi lầm mà truyền thông vạch ra để đổ tội cho bà Bộ trưởng Quốc phòng Lambrecht. Trong lá thư xin từ chức của mình, bà Lambrecht đã chỉ thẳng việc giới truyền thông thay vì tập trung vào lợi ích của người dân Đức lại đi mổ xẻ tính cách cá nhân con người bà. Bà này viết như sau: các phương tiện truyền thông tập trung vào cá nhân tôi mà hầu như không cho phép đưa tin và thảo luận thực tế về những người lính Bundeswehr, quân đội Đức và các quyết định chính sách an ninh vì lợi ích của công dân Đức. Một trong những giọt nước tràn ly dẫn đến sự ra đi của bà Bộ trưởng Quốc phòng Đức.
chính là thông điệp vào đêm giao thừa, khi bà kêu gọi hòa giải và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Vì vậy, bà đã bị nhận cơn mưa chỉ trích khi các thành viên của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU đối lập đã gọi thông điệp của bà là khiếm nhã và kêu gọi bà từ chức ngay lập tức. Có thể nói chính những quyết định đưa nước Đức tránh xa cuộc xung đột Ukraine là nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Lambrecht, chứ không phải năng lực yếu kém của bà như truyền thông Đức mô tả. Điều này trái ngược với người đồng hương của bà, từng là Bộ trưởng Quốc phòng Đức mà hiện giờ là Chủ tịch EU Ursula von der Leyen, vốn là người ủng hộ cuộc nhiệt Ukraine và chống Nga quyết liệt. Bất chấp dưới sự điều hành của bà, châu Âu đang lầm vào cuộc khủng hoảng năng lượng và suy thoái chưa từng có. Bà Lambrecht bị đánh giá cực kỳ thấp ở Đức trong một cuộc thăm dò của INSA, khi 64% người Đức ủng hộ việc bà từ chức. Ngoài ra 59% coi bà là bộ trưởng tồi, và chỉ có 9% người Đức tin rằng bà Lambrecht đã thể hiện tốt trên cương vị người đứng đầu Bộ Quốc phòng. Có điều là truyền thông dòng chính phương Tây hiện đang bị thao túng bởi giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu, vốn luôn kích động các điểm nóng gây bất ổn trên thế giới để củng cố quyền lực và trục lợi làm giàu. Điều này không có gì ngạc nhiên khi bà Lambrecht bị truyền thông tấn công, bởi đơn giản là bà đang cản trở Đức gia nhập các quốc gia tăng cường viện trợ cho Ukraine. Quyết định từ chối chuyển giao các tổ hợp phòng không Patriot của Đức sang Ba Lan hồi tháng 12 năm ngoái cũng khiến chiếc ghế bộ trưởng của bà rung lắc dữ dội. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đã tỏ ra phẫn nộ khi cho biết: "Sau cuộc nói chuyện với Bộ Quốc phòng Đức, tôi thất vọng với quyết định từ chối hỗ trợ Ukraine. Đặt một Patriot ở miền Tây Ukraine sẽ tăng cường an ninh cho người Ba Lan và người Ukraine." Lưu ý là Ba Lan ngày càng trở thành đồng minh thân thiết của Mỹ khi nước này được cho là tích cực nhất trong số các thành viên EU, NATO, chống Nga và ủng hộ Ukraine chỉ sau Mỹ và Anh. Chiến dịch truyền thông tô vẽ hình ảnh tiêu cực của Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã khởi tác dụng, nhưng nó vẫn không phải là lý do chính duy nhất khiến bà Lambrecht phải từ chức. Điều cốt lõi chính là giới lãnh đạo NATO và Mỹ không thích bà Lambrecht. Hội nghị Ramstein diễn ra tại Đức vào ngày 20 tháng 1 tới sẽ quyết định hướng đi cho chính quyền Kiev chống lại Nga, cũng như việc NATO sẽ quyết định viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine như thế nào. Tất nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức luôn là nhân tố quan trọng bậc nhất, trong khi bà Lambrecht luôn tỏ thái độ chần chừ trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Không chỉ phải chịu áp lực của Liên minh đảng đối lập CDU-CSU, Thủ tướng Scholz và Bộ trưởng Quốc phòng Lambrecht còn phải chịu sự chỉ trích của chính Liên minh đảng cầm quyền, bao gồm các đảng Dân chủ xã hội, đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do FDP. Trong suốt gần 11 tháng xung đột, Đức luôn tìm mọi cách trì hoãn viện trợ vũ khí cho Ukraine, ngay cả việc đưa ra phương án mặc cả với Ukraine để đổi vũ khí lấy tiền mặt. Tờ The Guardian hồi tháng 5 năm 2022 từng viết như sau: Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận rằng chính phủ của ông đang có kế hoạch hỗ trợ Kiev bằng tiền mặt thay vì gửi xe tăng hoặc xe bọc thép từ kho của mình. Còn nhớ khi xung đột mới nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, đảng Xanh yêu cầu bà Lambrecht gửi xe tăng đến Kiev, nhưng bà chỉ gửi mũ bảo hiểm và ống nhòm quân đội. Trước áp lực từ dư luận, vào đầu tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã đồng ý gửi một số vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Nhưng thay vì xe tăng, thiết giáp, Thủ tướng Scholz đã khiến Kiev, đồng minh và các chuyên gia quân sự ngạc nhiên với quyết định cung cấp súng phòng không tự hành, điều mà Ukraine không yêu cầu, trong khi trì hoãn bàn giao với số lượng hạn chế. Điều này đã khiến Thủ tướng Scholz và bà Lambrecht chịu những cáo buộc thất hứa cùng lời chỉ trích từ trong chính chính phủ liên minh do ông lãnh đạo. Vào lúc này, áp lực càng gia tăng hơn nữa khi Mỹ đang thúc ép buộc Đức phải chuyển giao xe tăng Leopard cho Kiev khi Ukraine đang thất thế tại mặt trận Solida và Bakhmut. Bộ trưởng Quốc phòng Lambrecht vốn là thành viên của đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz, nên ở một mức độ nào đó, bà đã ủng hộ quan điểm của ông Scholz tránh leo thang chiến tranh. Bà Lambrecht đã luôn khách quan trong việc đánh giá hậu quả của việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Tuy nhiên, với áp lực không ngừng từ Washington và Brussels, việc bà Lambrecht sớm hay muộn bị thất sủng là điều đã được dự báo trước. Và nó cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo một số thương vong chính trị trong giới lãnh đạo Đức, kể cả Thủ tướng Scholz, một khi đi ngược lại ý muốn của chính quyền Biden. Truyền thông dòng chính phương Tây, vốn là công cụ hữu hiệu của giới tinh hoa toàn cầu, đã khó chịu khi cho biết trong lá thư từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Lambrecht đã không hề đề cập đến cuộc chiến của Nga với Ukraine, vốn là sự kiện chính sách an ninh lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thập kỷ.
Bộ trưởng Quốc phòng Lambrecht không chỉ là cái gai cần phải nhổ, mà ngay cả những tiếng nói uy tín của các tướng lĩnh về hưu tại Đức cũng đang bị truyền thông tấn công. Bởi bất cứ quan điểm nào làm chệch đường ray ủng hộ chiến tranh, tăng cường viện trợ vũ khí làm giàu cho một bộ phận giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đều bị tấn công và bị bịt miệng không thương tiếc. Và nạn nhân lần này là một chuẩn tướng đã nghỉ hưu rất có uy tín trong giới chuyên gia quân sự Đức. Cựu tướng Đức thua cuộc càng sớm càng tốt. Erich Vest là một chuẩn tướng đã nghỉ hưu và từng là cố vấn quân sự của Thủ tướng Angela Merkel, gần đây đã lên tiếng phản đối cách phương Tây tiến hành cuộc chiến Ukraine. Những bình luận của ông được cho là không phù hợp với quan điểm tường thuật của truyền thông dòng chính phương Tây tại Đức như The Bild, Zeit, Der Spiegel hay DW. Vậy cựu tướng Erich Vest đã bình luận gì khiến ông bị báo chí Đức tấn công? Bom tấn mà tướng Vest gửi tới Tổng thống Zelensky và các quan chức đảng xanh ở Berlin vốn cùng quan điểm cánh tả của chính quyền Biden nằm trong cuộc phỏng vấn với tờ Emma hôm 12 tháng 1. Cần lưu ý là, ngay mở đầu bài phỏng vấn, cựu tướng Vest thẳng thắn nhận mình là người ủng hộ Ukraine khi tuyên bố việc ủng hộ Ukraine là đúng đắn và tất nhiên cuộc tấn công của Putin là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn hôm 12 tháng 1 vừa qua, tướng Vest đã cảnh báo rằng quyết định của chính phủ Sko cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder cho Đức sản xuất là một hành động leo thang quân sự, ngay cả khi Marder 40 tuổi không phải là vũ khí thần kỳ. Chúng ta đang đi trên một vết trượt mà chúng ta không thể kiểm soát được nữa. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến ở Ukraine đã vượt qua thời điểm mà quân đội Đức và ngay cả quân đội Mỹ tin rằng họ có thể kiểm soát kết quả. Khi ông thừa nhận rằng cuộc chiến chống lại Nga đang bị thất bại ở Ukraine và bây giờ hậu quả cuối cùng phải được xem xét. Khi được phóng viên hỏi hậu quả đó là gì, tướng Vest đã trả lời bằng những câu hỏi để ngỏ gửi tới quan chức Đức như sau. Họ muốn tái chiếm Donbass hay Crimea, hay họ thậm chí muốn đánh bại Nga hoàn toàn. Ông cũng nhấn mạnh rằng các thành viên NATO, EU đang gặp bế tắc trong hoạt động quân sự, nhưng không thể giải quyết bằng quân sự. Điều mà cựu tướng Vest đang ám chỉ không phải là sự bế tắc mà là sự thất bại, đó là việc NATO đã thất bại trước quân đội Nga ở Ukraine, bao gồm từ kế hoạch tác chiến cho đến việc tiếp viện của NATO. Sau đó ông đã tấn công các bộ trưởng của đảng xanh trong liên minh cầm quyền của Đức, mà điển hình nhất là Ngoại trưởng Annalena Baerbock và Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng Robert Habeck, vốn ủng hộ chính quyền Biden hơn là cả Thủ tướng Scholz. Ông nói, tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng có một Ngoại trưởng ở Đức, nhưng chỉ tham gia vào những lời hùng biện về chiến tranh và đi vòng quanh Kiev hoặc Donbass với mũ bảo hiểm và áo chống đạn là không đủ. Tôi không hiểu sự thay đổi của các thành viên đảng xanh, vốn từ một bên theo chủ nghĩa hòa bình thành bên hiếu chiến. Bản thân tôi không biết bất kỳ thành viên đảng xanh nào từng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc một bên duy nhất đảng xanh có ảnh hưởng chính trị lớn đến mức có thể lôi kéo chúng ta vào một cuộc chiến là điều đáng lo ngại. Chuẩn tướng Vest cũng chỉ trích Thủ tướng Scholz về bối cảnh nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Khi được phóng viên hỏi nếu là cố vấn quân sự của Thủ tướng, ông sẽ đưa ra lời khuyên gì? Tướng Vest trả lời, tôi sẽ khuyên ông ấy, Thủ tướng Scholz, vẫn hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng theo cách có cân nhắc và thận trọng để tránh bị trượt vào một bên tham chiến. Và tôi sẽ khuyên ông ấy gây ảnh hưởng đến đồng minh chính trị quan trọng nhất của chúng ta, bởi vì chìa khóa cho một giải pháp của cuộc chiến nằm ở Washington và Moscow. Chủ tướng Vest đã kêu gọi Lầu Năm Góc cứu vãn tình hình khi ông tiếp tục lặp lại rằng chìa khóa để giải quyết cuộc xung đột không nằm ở Kiev, cũng không nằm ở Berlin, Brussels hay Paris, mà nằm ở Washington và Moscow. Ông cũng mỉa mai chính quyền Joe Biden khi tuyên bố thật lố bịch khi nói rằng Ukraine phải quyết định điều đó. Ông cũng đã nói ra một sự thật hầu như không được công bố trên các phương tiện truyền thông Đức, đó là những gì đang được tiến hành ở Ukraine là một cuộc chiến tranh tiêu hao. Tướng Vest tuyên bố đó cũng là cuộc đấu tranh giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng nó không phải là toàn bộ sự thật. Đây cũng là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga, và đó là về những lợi ích địa chính trị rất cụ thể ở khu vực Biển Đen. Ông cũng bác bỏ luận điệu của truyền thông phương Tây khi cho rằng Tổng thống Putin không muốn đàm phán. Ông nói, việc Putin không muốn đàm phán là điều khó tin. Cả người Nga và người Ukraine đã sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình khi bắt đầu cuộc chiến vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2022. Sau đó không có gì cả. Cuối cùng trong chiến tranh, thỏa thuận ngũ cốc cuối cùng đã được đàm phán bởi người Nga và người Ukraine với sự tham gia của Liên Hợp Quốc.
tướng Vét cũng tấn công các phương tiện truyền thông dòng chính phương Tây luôn tuyên truyền mục tiêu chiến tranh cũ của Đức mà không có năng lực quân sự để thực hiện mục tiêu đó chống lại lực lượng Nga. Ông nói, các chuyên gia quân sự và những người biết chuyện gì đang xảy ra giữa các cơ quan mật vụ, những người biết về diễn biến cuộc xung đột và ý nghĩa thực sự của chiến tranh, nhưng phần lớn lại bị loại khỏi cuộc tranh luận của công chúng Đức. Họ không phù hợp với quan điểm của truyền thông. Phần lớn chúng tôi đang chứng kiến sự phối hợp của các phương tiện truyền thông, những điều mà tôi chưa từng trải qua trước đây ở Cộng hòa Liên bang Đức. Tướng Vest cũng chỉ ra những khó khăn trong lập trường của Thủ tướng Scholz đối với cuộc chiến Ukraine, khi đảng xanh FDP, đảng Dân chủ Tự do và phe đối lập tư sản được các phương tiện truyền thông đa số nhất trí ủng hộ, đang gây áp lực đến mức Thủ tướng khó có thể cưỡng lại được. Tướng Vest cũng cảnh báo các chính trị gia và các nhà báo ở Đức rằng cuộc chiến của phương Tây chống lại Nga không chỉ đang tiếp tục thua ở Ukraine, mà nó còn đang đe dọa hủy diệt nước Đức khi nước này có khả năng bị cuốn vào Thế chiến thứ ba. Điều quan trọng nhất trong cuộc phỏng vấn chính là chuẩn tướng Vest đã tiết lộ điều mà ông cùng các đồng minh của ông trong Bộ Tổng tham mưu Đức và trong giới kinh doanh Đức. Đó chính là mong muốn chính quyền Biden đàm phán với Điện Kremlin trước khi quân đội Nga tiến tới sự hủy diệt hơn nữa đối với Ukraine. Theo tướng Vest, nếu Lầu Năm Góc muốn sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được hồi phục, với sự đảm bảo nhất định của phương Tây thì người Nga cũng cần một sự đảm bảo an ninh như vậy. Ông cũng đưa ra một thực tế nghiệt ngã mà truyền thông dòng chính phương Tây lẫn các quan chức Washington và Brussels đều né tránh đề cập. Đó là cho dù Mỹ, NATO có thể gửi 100 thiết giáp Marder và 100 xe tăng Leopard thì cũng không thay đổi được tình hình quân sự chung. Và câu hỏi hết sức quan trọng là làm thế nào để đối phó với một cuộc xung đột như vậy với một cường quốc hạt nhân hiếu chiến. Xin lưu ý với quý vị rằng đó là cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới, mà không tham gia vào Thế chiến thứ ba. Và đó chính xác là điều mà các chính trị gia và nhà báo ở Đức không nghĩ tới. Tất nhiên, cũng giống như các cựu tướng Mỹ, chuẩn tướng Vest đã bị tấn công vì bình luận trái ngược với Bộ Ngoại giao Mỹ và các chuyên gia quân sự khác. Ông cũng bị gán mác là người coi thường tội ác chiến tranh của người Nga và sợ hãi kho vũ khí hạt nhân của Nga. Trang Volkswagen của Đức ngay lập tức đã có một bài tổng kết các sai lầm của tướng Vest và kết luận như sau. Erich Vest thường được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông với tư cách là một chuyên gia quân sự, theo tư tưởng cánh hữu mới. Dưới chiều bài, một chuyên gia hiểu biết sâu rộng, ông ấy có thể lan truyền những câu chuyện gần giống với tuyên truyền của Nga và được ca ngợi bởi những người truyền bá những câu chuyện thân Nga và thông tin sai lệch. Với vai trò là một chuyên gia, đầu tiên ông tuyên bố Ukraine thất bại, sau đó bác bỏ các cuộc tấn công của Nga, đề cập đến một cuộc chiến hạt nhân nếu vũ khí hạng nặng của phương Tây được chuyển giao và trái với đánh giá của nhiều chuyên gia khác. Ông phủ nhận việc Ukraine có thể chiến thắng trong cuộc chiến. Nói chung, vị tướng yêu thích của cánh hữu mới dường như giống một cơ quan ngôn luận của Putin hơn là một tiếng nói có thể đánh giá nghiêm túc tình hình hiện tại. Như vậy có thể thấy những người theo cánh tả Đức hy vọng những bình luận của cựu tướng Erich Vest càng được ít người biết đến càng tốt. Nhưng nó lại trái ngược với sự bất mãn ngày càng tăng trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân bình thường tại Đức nói riêng và châu Âu nói chung, khi họ mới là những người phải trả chi phí cho cuộc xung đột. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tin 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui, thật ái chào tạm biệt.